Một tràng pháo tay thật lớn cho Thanh Duy Idol. Thanh Duy xin được chào các bạn. Nãy giờ các bạn quậy đủ chưa? Giờ quậy tiếp nha. Ok, bài hát đầu tiên, 10 bài hát, mà bài này thì hy vọng là các bạn sẽ cùng nhau bắn tim với Thanh Duy nha. Đây, các bạn được mang tên Trái Tim Nhân Mã, xin mời các bạn lắng nghe, cảm ơn rất nhiều. Hãy cho chúng ta cánh tay các bạn được không ạ? Ok. Trở về người thông minh nhất thế gian, trở về người như trong mơ, em trong mơ kiếm tìm một người không mỏi mệt, một người từng phút quan tâm mọi điều làm em vui ngày ngày. Nhiều lúc vô tâm khiến em phải buồn phiền, nhiều lúc lo âu chẳng quan tâm đến thế gian, chẳng để tâm đến em, chẳng thể hiểu hết con tim của em. Những bài hát mà Thanh Duy vừa qua cũng được các bạn rất yêu mến, trong đó có 3 bài. Đầu tiên là bài Mây Và Núi, thứ hai là bài Game Over, và cuối cùng là bài Lỗi Ở Yêu Thương. Các bạn thường thế chung với Duy nha. Và bài này cũng phải quậy lên với Duy nha. Ok, xin mời âm nhạc ạ. Thương mày vẫn hay thường lang thang, ngang giữa khắp nơi chẳng mỏi mệt. Đến lúc có cơn gió thật lạ, thôi mây trở về bên đồi kia. Nơi bên đến đây thật nên thơ, chung quanh núi cao gần bên mây. Núi cứ đứng yên đến hiền hòa, làm cho mây gặp cũng không rời xa. Ngày mây ghé qua, trời bóng xanh thêm lại cao.
người kề bên em mà vẫn không. Dù em nói mãi mãi tình ta, thế nhưng mà tại sao không qua? Giờ anh biết rằng tình sẽ không thể nữa rồi. Gây quỹ học bổng khuyến học ngày hôm nay. Hy vọng là với sự xuất hiện của anh Duy sẽ có rất là nhiều bạn sẽ đóng góp thêm cho quỹ này nha. Và bây giờ ok, các bạn muốn đi xuống đúng không? Nhưng hãy hứa với Thanh Duy là mình phải giữ trực, không phải giữ trực tự, các bạn cũng phải sung lên, nhưng mà đừng có đạp đổ hàng rào tội nghiệp các bạn phía trước bị đẹp dí. Và bây giờ thì mời tất cả quý thầy cô và các bạn cùng đến với một bài hát. Và bài hát này cũng là lời chúc của Thanh Duy xin chúc cho tất cả quý thầy cô, các bạn, quý vị phụ huynh lúc nào cũng tươi vui, cũng yêu đời, cũng thiệt là nhiều tiếng cười. Cái khúc được mang tên Ha Ha Ha. Giờ xuống bên nào trước á? Các bạn hứa là không có được xô nảy nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nụ cười rực rỡ như chưa một lần tan vỡ những ngây thơ. Để con tim đập nhịp rộn rã như bao ngày dài đâu đó. Và bài hát vừa rồi cũng đã khép lại với quý vị Thanh Duy rồi. Thanh Duy xin được một lần nữa chúc cho tất cả quý thầy cô và các bạn sẽ có một năm học mới. Cảm ơn Kinh. Năm học mới là nhiều niềm vui và hạnh phúc nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. I love you. Anh Duy ơi, anh Duy hãy khoan rời khỏi sân khấu này ạ. Ban tổ chức chúng em có một món quà muốn gửi đến anh. Nhưng mà em muốn anh gửi món quà này tới tất cả các bạn ở đây được không ạ? Mà không biết làm bằng cách nào là chưa? Mở ra hả? Dạ anh ơi. Mở ra cho mọi người coi hả? Dạ. Ok. Các bạn đoán cho mày là gì hả? Các bạn nghĩ cho mày là gì hả? À anh. Búp bê trắng. Anh hãy chọn một bạn nào đó mà anh ưu nghĩ chứ. Anh chuyển món quà này tới cho bạn đó được không ạ? À là anh tặng cho bạn đó. Dạ, hả? Đúng ạ. Tại sao lại cho Thanh Duy vào một tình thế rất là khó khăn như thế này? Bạn nào muốn quà hả? Thôi bây giờ nha. Hay là mình chơi một cái trò chơi nhỏ gì được không anh? Trò chơi gì hả cưng? Giống như là anh sẽ chọn ba bạn lên và anh sẽ thử thách ba bạn đó. Rồi hai bạn kia không được gì hết. Được anh Thanh Duy ơi một cái. Cũng được. Thôi bây giờ để công bằng thì các bạn hãy chọn đi. Bởi vì Thanh Duy chọn thì các bạn sẽ phân bì đó. Là tại sao chọn người này không chọn người kia? Cái đó thì nhưng mà bây giờ anh thử đặt ra một câu hỏi, người đó đủ đúng được cái tiêu chí đó thì anh mời lên. Ví dụ người nào tự tin có ba vòng xuất sắc nhất? Anh thấy người nào? Người nào? Hay là người nào tự tin có thể cùng anh song ca Duyên Phận? Nhiều quá. Không biết nữa. Hay là bây giờ mình chơi như là Hãy Tú Cầu hồi xưa vậy đó. Hãy xuống. Ai mà có được cái này giống như là được người yêu ngài vậy đó. Anh quay lưng lại đi, anh quay lưng lại đi. Trong này có gây bể đầu không? Món quà này có gây bể đầu không? Dạ không anh. Một món quà cực kỳ an toàn hả? An toàn đúng không ạ? Các bạn sẵn sàng chưa? Mình cùng nhau đếm nha. 1 2 3. Chưa sẵn sàng đếm lại nha. 1 2 2 rưỡi 2 9 9 3.
không biết có thương vong nào xảy ra không. Rồi ai là người cầm thùng quà lên đây với Thanh Nhi hả? Mời em lên đây, mời em lên sân khấu. Rồi bạn này sẽ mở quà hay sao hả em? Dạ đúng không, mày thử mở quà đi, bên trong sẽ là món quà gì. Một cặp loa về nghe nhạc Thanh Duy nha em. Cảm ơn Kinh. Và một lần nữa xin được cảm ơn quý thầy cô và các bạn đã ủng hộ cho phần biểu diễn Thanh Duy ngày hôm nay. Xin được chào và hẹn gặp lại tất cả.